Chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Ruồi và Ốc Lê Minh của mình. Thì mấy bữa nay mưa bão, bạn thấy tình hình mưa bão nhiều và ở trong mình á, nước lên nữa, nước nó dâng lên nữa nên cái ao hồ của mình, vườn của mình á, nay nó ngập, mình xử lý nó mấy bữa nay nên không có thời gian quay clip chia sẻ cùng các bạn về con ruồi lính đen hay là sâu canxi si của mình ha, và con ốc bươu đen hay ốc nhồi ha cho các bạn. Hôm nay mình có một tí thời gian rảnh, mình chia sẻ cho các bạn về cách nhận biết con ốc bươu đen hay ốc nhồi và con ốc lát ha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đây, hai con mình mới bắt lên này. Thì các bạn nhìn thấy không? Nếu mà nhìn như vậy để ép về thì bạn nhìn thấy không? Nó không có, hầu như nó không có sự khác biệt về cái màu sắc nha bạn, mà nó chỉ có khác biệt là con lớn con nhỏ thôi. Vậy các bạn nhìn thấy tính đâu mà nếu mà thọt ngang mình nhìn đó là mình thấy con ốc bự con nhỏ thôi chứ không có thấy là phân biệt được con ốc lát với con ốc bu. Nó bò chắc quá bạn. Đây bạn, đây là con ốc bu đen. Bu đen này là ốc bu đen rất nhọn nha bạn. Một số con ốc bươu đen vết bằng của mình đó. Đây, ốc bươu đen bạn nhìn nào, màu không? Sắc nét hả bạn? Toàn bộ màu đen hết trơn ha. Điểm đầu tiên là màu sắc ha, không có gì khác biệt hết. Đây, đây con ốc lát hả bạn? Ốc lát bạn nhìn thấy không? Đây, sắc nét luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái sọc không? Nghe đây nè, có mấy cái sọc, sọc ngang ngang. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của ốc lát với ốc bươu đen nha. Bạn, cái nhất, cái thứ hai cái mặt cái mặt của con ốc lát này bạn. Thấy không? Màu sắc của nó. Đó. Cái màu đó không có đen nha bạn. Nó vàng 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 vàng, giống nhìn bạn nhìn không rõ. Đó là nhìn ra con ốc bươu vàng. Đấy con mặt. Cái mày của con ốc bu đen này nè bạn, đen quyền nha. Đó, và cái điểm về bạn biết là kích cỡ nha bạn, kích cỡ của nó thì bạn nhìn thấy không, khi con trưởng thành thì con ốc bu đen của mình rất là lớn, và con ốc bu ốc lát á thì nó cỡ khoảng đó thôi, khoảng lo vật lớn hơn tí thôi, không có lớn. Về giá cả thị trường thì giá cả thị trường hầu như hiện tại đó là nó như nhau đối với ngoài chợ ha, còn xét về cái mặt khác á, thì con ốc lát cái giá cả thị trường nó sẽ cao hơn con ốc bươu. Nếu mà lựa ra thì giá cả thị trường nó cao hơn do cái thịt nó ngon hơn tí, và đặc biệt cái sức sống của con ốc bươu lát á, nó rất mạnh các bạn, nó rất mạnh. Các bạn thấy để nãy mình để xíu mà nó đã bò rồi, nó giờ nó chuẩn bị nó mò nữa nè không. Còn ốc bươu đen mình nãy giờ mình để chưa nhúc nhích gì hết các bạn đó. Tại vì khi mà mình mua cái con giống này, thì mình thích nuôi con gì thì mình nuôi thôi. Còn hoặc là các bạn pha lại nuôi giữa ốc lát với ốc bu mình pha lại nuôi. Nó khi bạn về cân về cái giá cả thì nó cũng như nhau thôi, không có con nào mà nếu mà bạn cân chợ thì nó giá trị nó như nhau thôi, không có con nào mà hơn con nào hết. Đây mình có này là quả ốc bu của mình trong bể này luôn nha. Đây con khác đã sao thả xuống này. Nó cũng rất nhọn luôn. Đây bạn thấy khoang trứng nó dữ không? Con này thì khoảng tầm khoảng 10 ngày nữa nó đẻ rồi. Đây bạn thấy không? Lại bò nữa. Đó, sức sống của ốc lát nó mạnh liệt. Mình thả nó xuống nghe bạn. Thì nay mình muốn chia sẻ với bạn vậy thôi. Thì khi mà bạn thấy cái kênh mình hay hay là có kinh nghiệm gì thì các bạn trao đổi với mình để mình cùng nhau học hỏi chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Mình thì rất muốn giao lưu phát triển để cùng nhau phát triển các bạn ơi.
bây giờ kinh tế khó khăn rồi các bạn. Mấy nay mưa bão quá trời, vườn của mình thì ngập nước. Dùng bữa với bạn, bữa da xanh này nếu mà ngập nước rồi dán lâu quá nè con, nó bị thối rễ, nên mình cũng xử lý nó hôm nay. Này là cái bể mini để mình cho nó ốc nó đẻ thử nghiệm hôm này thôi các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh Rùa Gà Ốc Lemon của mình. Thì chúc các bạn có một ngày làm việc vui. Và bên mình hiện tại có cung cấp con ốc ha, ốc bu đen và gùi lính đen, trứng và ấu trùng các bạn, gùi lính đen, ấu trùng hay trứng nha. Ngoài ra thì các bạn nào mà nuôi có ốc bu của mình á, hay quá trình nuôi ốc á, hay ốc flat gì đó, thì có vấn đề về bệnh sưng dồi, bệnh mòn đít, thì bên mình cũng có thuốc nha các bạn. Nó giá nó cũng hơi cao nhưng mà hiệu quả các bạn. Và mình cũng xử lý, nếu mà gặp một hộp trước một hộp mình test thử rồi rất hiệu quả. Các bạn nào mà cần thì mình chia sẻ, còn tại chỗ các bạn bạn kiếm bạn mua, hoặc là không có thì mình có thể gửi ship cho các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn thì không nên sử dụng thuốc nhiều, tại vì nếu mà mình sử dụng được một lần rồi thì sau này mình sẽ có sử dụng nữa các bạn. Và tự nhiên thì nó vẫn hơn. Vì con ốc nuôi mà tự nhiên á, như mình nuôi tự nhiên nó không ảnh hưởng gì, không xài thuốc gì á, thì khi mà mình ăn mình ngon hơn. Còn nếu mà mình sử dụng xử lý, mình phải cách ly nó thời gian. Nhưng mà đối với ốc thì hầu như mình chỉ xử nước, lý nước và xử lý cái mòn, tăng cường cái vỏ nó thôi, chứ cũng không có thuốc đó, cũng không ảnh hưởng gì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chúc các bạn vui vẻ. Nếu bạn thấy hay thì mình đăng ký kênh của mình nha.